Kính thưa quý vị, các máy bay tư nhân giúp cho chính phủ Ukraine tuần tra biên giới. Tin từ Nalivaykovka, những người Ukraine có máy bay riêng đã bắt đầu tuần tra biên giới phía Bắc và phía Tây của Ukraine sau khi tình nguyện giúp cho lực lượng biên phòng. Kỹ sư hàng không tại một phi trường tư nhân nằm cách thủ đô Kiev khoảng 50 cây số về hướng Tây, ông Yuri Yakovlev nói rằng vào lúc này lực lượng Ukraine đang tập trung bảo vệ biên giới ở miền Đông, cho nên người dân cần giúp tuần phòng biên giới ở phía Tây đang bỏ trống. Phi công dân sự đã bay các chuyến bay quan sát với các cựu quân nhân biên phòng kể từ ngày phục sinh. Các chủ nhân vừa cung cấp phi cơ vừa trả tiền xăng. Một phi công cho biết họ dùng ống nhòm để quan sát biên giới trong lúc bay. Ông Mitro Mahmud là chỉ huy trưởng phi công của lực lượng biên phòng Ukraine cho biết các chuyến bay tuần tra phụ thuộc nhiều vào tình trạng khí hậu và các khu vực biên giới cũng rất khó quan sát vì có nhiều đầm lầy và rừng rậm.